Hello, chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Comics. Anh em thấy đó, trong năm 2022 đã có những bộ manhwa hay được ra mắt. Trong đó có những anh chàng nhân vật chính sở hữu nguồn sức mạnh cực kỳ khủng, không ai có thể sánh bằng. Để giúp anh em đỡ mất công tìm kiếm những bộ manhwa như vậy, thì hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Comics đến ngay với top 10 manhwa mới comment siêu bá đạo cực ngầu. Và đừng quên để lại một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Thỏ Ngọc Comics tiếp tục ra mắt những video chất lượng hơn để gửi đến cho cả nhà nhé. 10. Hồi quy thành công tước, thể loại hành động phiêu lưu manhwa huyền bí. Con trai của hoàng đế vĩ đại Glin, hoàng tử Aron là người nhận được lời chúc phúc của rồng. Nhưng vì cuộc nổi loạn do chú của anh ta, Zeron lãnh đạo, anh ta bị đẩy đến vùng ngoại ô của vương quốc. Bran Grounds, hoàng đế Zeron sẽ giết tất cả chúng ta. Nắm giữ mong muốn khi sắp chết của cha anh là quên đi chết vương miện và trả thù. Aron đã từng sống bất lực với tư cách là công tước của một vùng đất cằn cỗi. Nhưng một ngày nọ, hoàng đế Zeron xâm lược Bran Grounds. Anh ấy không đến chỉ vì cuộc đời của Aron, nhưng đúng hơn, mục đích của anh ta là phá hủy Bran Grounds. Ngay cả đối tượng trung thành Gale cũng biến mất thành tro khi anh ấy nhìn Dark Aron và Bran Grounds biến mất giữa ngọn lửa của hoàng đế Zeron. Ít nhất, đó là những gì chúng tôi nghĩ đã xảy ra. Khi anh ấy mở mắt, Gale thấy mình ở vị trí của một hoàng tử Aron trẻ hơn. Tôi sẽ không sống trong khi che giấu sức mạnh của mình như công tước đã làm, bằng cách sử dụng bất kỳ phương tiện nào cần thiết để phát triển đất và chuẩn bị cho cuộc xâm lược của hoàng đế Zeron sẽ xảy ra trong 20 năm. Anh ta quyết định lấy lại ngôi vị hoàng đế mà anh ta đã bị cướp mất. 9. Chế ngự kiếm, thể loại hành động manhwa. Nhân vật chính của truyện luôn được định trước. Dù nhân vật phụ có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Nhưng một ngày điều đó đã thay đổi. Leon, người nghĩ mình đủ khả năng sao? Kiếm Thánh đang ra về chọn người hùng trong lời tiên tri lại về tay hắn. Gì cơ? Bạn bất tài, nghèo khó và chẳng có ai chống lưng á? Đừng lo. Người hùng với thanh kiếm Thánh có thể giải quyết mọi chuyện tới giờ đây. Có một khoảng thời gian ta cũng nghĩ như vậy. Đây là nơi bắt đầu của hành trình người hùng của Leon. 8. Bạo chúa cường hoành, thể loại hành động chuyển sinh manhwa võ thuật. Vào năm 2002X, các Outer Worlders xâm lược trái đất. Các thế giới khác có công nghệ phức tạp hơn và săn lùng con người bằng robot chiến đấu và vũ khí virus. Những người còn lại đã chiến đấu trong 10 năm chỉ để tồn tại. Nhân vật chính Park Sung Hyun là thủ lĩnh của quân đội ở Incheon, Pupyeong. Trước cuộc xâm lược của Outer Worlders, anh từng là nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi như một người bình thường. Nhưng anh đã trở thành một chiến binh mạnh mẽ trong quá trình đánh mất gia đình và chiến đấu để trả thù cho họ. Trong cuộc tấn công vào trụ sở của Other Worlders, Park Hyun-sung bị mắc kẹt trong một cánh cổng với thủ lĩnh. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong một thế giới tưởng tượng, khiến anh nhớ lại thời Trung Cổ ở châu Âu và linh hồn của anh bị mắc kẹt bên trong cơ thể của một cậu bé xinh đẹp 15 tuổi, tóc vàng yếu ớt. Hyun-sung đã rất ngạc nhiên trước khung cảnh xa lạ này và cơ thể yếu ớt của mình. Phát hiện ra rằng anh ta đang chiếm giữ cơ thể của Ian Aberen và rằng cha anh là lãnh chúa của một vùng đất. Người đang mắc một khoản nợ lớn với lãnh chúa và phải đối mặt với một thời kỳ khó khăn để cai trị trên đất của mình. Park Hyun-sung, người đã chiến đấu chống lại các robot chiến đấu và vũ khí virus từ các thế giới khác, những người có công nghệ khoa học tiên tiến, quyết định làm quen với thế giới tưởng tượng này để chiến đấu chống lại quái vật với áo giáp và kiếm. 7. Tàn tinh tái chế, thể loại hành động phiêu lưu manhwa fantasy shonen. Hành trình từ một phàm nhân và trở thành thực thể sánh ngang với các vị thần. Twilight of God, hoàng hôn của chư thần. Sau khi truyền bá danh xưng của mình như một ác thần, anh ta đã mất tất cả, từ ngai vàng, đức tin cho tới địa vị. Thần tính của anh ta đã đứt gãy và quyền năng của thần cũng biến mất. Ta muốn ngươi đồng hành cùng ta, Thanatos, người cai quản địa ngục đã giúp đỡ một người như vậy. Hoàng hôn của chư thần đã nhận lấy sự giúp đỡ của vị thần ấy và được tái sinh dưới thân phận là Lee Chang-son. Để bóp nát cổ của các vị thần đã đẩy anh ta xuống vực thẳm, ta thực sự đã trở lại. 6. Nhiệm vụ chiến binh, thể loại hành động manhwa.
Làm thế quái nào mà ngươi có thể thoát khỏi những thứ chế ngự mình chỉ bằng sức mạnh cơ bắp thôi được? Mà hỏi cũng chẳng để làm gì nhỉ, vì đằng nào ngươi... Tên ta là Ulrich, từ bộ tộc Diều Đá. Tuy ngươi là một tên vũ phu thật đấy, nhưng nếu ngươi là một chiến binh giỏi tới mức này, thì ngươi hẳn cũng biết tới danh dự chứ, Ulrich nhỉ? Năm, luân hồi khốn khiếp, thể loại hành động chuyển sinh manhwa võ thuật. Hamel, một chiến binh đã cùng đồng nghiệp của mình đi tiêu diệt quỷ dữ. Tuy nhiên, anh đã chết ngay trước khi trận chiến với ác quỷ bắt đầu. Có, cái quái gì thế này? Anh được trùng sinh thành hậu duệ của chiến binh, đồng đội của mình, Vermal, hậu duệ của dòng máu Vermal vĩ đại, Hamel. Không, giờ đây anh chính là Urgent Lionheart. Tôi đã mang ảo tưởng rằng kiếp trước mình là một thiên tài đủ rồi, nhưng điều này thật chẳng thể so bì được. Từ một cơ thể sắp chết đến một cơ thể mới, anh đã đạt được thành tựu mà kiếp trước anh không có được, và một sự trùng sinh không rõ nguồn gốc, thực tại sống trùng với ác quỷ, đối mặt với một thế giới mới, nơi mọi thứ đều đáng ngờ. Cuộc hành trình của kiếp trước đang dang dở, bắt đầu bằng cơ thể của Urgent. Bốn, thiên quỷ chẳng sống nổi cuộc đời bình thường, thể loại hành động manhwa. Tác phẩm xoay quanh anh chàng Roman là con trai út của gia tộc Dimitri, vốn được nam chính xuyên vào. Tên ở tiền kiếp là Baek Jung-hyuk, một cao thủ võ lâm với cuộc đời oanh liệt, đã chấp nhận cái chết khi mọi việc đã hoàn thành. Thế nhưng lúc mở mắt ra lần nữa, lại thấy mình trong thần xác của Roman Dimitri. Anh chàng tự hỏi, đây là mong muốn của thượng thiên hay là sự trừng phạt mà anh ta đáng phải nhận lấy? Sinh ra là thiên quỷ, lại muốn đứng ngoài càn quá ư? Không thể đâu, nếu chẳng thể tránh khỏi số phận thì cũng không cố tránh nữa, đối đầu là được rồi. 3. Con trai út của gia đình kiếm thuật danh tiếng, thể loại hành động manhwa. Jin Rancandel chính là con trai út, cũng như là nỗi hổ thẹn lớn nhất của dòng tộc Rancandel, dòng tộc kiếm sĩ lừng danh nhất xứ sở. Kết quả là hắn đã bị dòng tộc trục xuất, cuộc đời cũng từ đó mà đi vào ngõ cụt. Và rồi hắn đã được ban cho một ân huệ. Nhà ngươi sẽ dùng sức mạnh này để làm gì? Đương nhiên là làm lợi cho chính mình rồi. Hắn có mọi thứ, từ hồi ức quá khứ, tài năng vượt bậc cho đến giao ước với thần linh. Mọi yếu tố cần thiết để vươn đến đỉnh cao đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Hai, con trai út huyền thoại nhà hầu tước, thể loại hành động phiêu lưu chuyển sinh manhwa huyền bí. Ta tới đây chỉ với mục đích trả thù. Ta đã lật đổ vương triều Tukan, đã thống trị cả một lục địa. Ta luôn là kẻ chiến thắng. Ta đã đạt được mọi thứ ta ước muốn và thỏa mãn với điều đó. Đó là lý do ta chấp nhận cái chết đang đến gần. Ta không còn lý do gì để sống. Vậy nên tim ta đã ngừng đập. Ta cảm nhận được nó đã ngừng đập. Nhưng mà chuyện quái gì đây? Nó không phải là ma thuật hắc ám và cũng chẳng giống ảo ảnh. Hình ảnh của một cậu bé có mái tóc đen ngắn trong gương. Ta trông giống hệt như khi ta 14 tuổi của 20 năm trước. Một cậu thiếu niên vẫn chưa mất đi vẻ bụ bẫm của mình, đang vỗ má và lẩm bẩm. Sao chuyện này có thể chứ? Ta đã trở về khoảng thời gian tràn đầy hối tiếc của mình. 1. Thế giới sau tận thế, thể loại hành động phiêu lưu chuyển sinh fantasy manhwa. Đây là một câu chuyện về một người đàn ông đã không hồi quy trở lại dù những người khác đều trở lại quá khứ. Con người đột nhiên lại bị triệu hồi đi để trở thành những dù tháp giả, và họ cần phải dọn sạch được tòa tháp thì mới có thể cứu thoát được nhân loại. Tầng 77, viên đá hồi quy đã được phát hiện. Dù tháp giả giờ có thể hồi quy lại quá khứ. Dần dần mọi người, ai cũng đã rời đi cả. Hy vọng cuối cùng của nhân loại, thực sinh, đã được tạo ra bởi một nhóm người từ chối rời bỏ thế giới này. Dù tháp giả cuối cùng đã tới được tầng thứ 100, anh ta không còn biết mình phải tin vào điều gì nữa. 3. Trên đây là top 10 manhwa mới, comment siêu bá đạo cực ngầu mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mất rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngập Comics biết.
để mình cho ra mắt các top tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!